Chào tất cả các bạn, đã quay trở lại với kênh Ông Xồm Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ làm món gà quay các bạn ạ. Gà quay, gà treo vạc dầu ạ. Là mình sẽ đi bắt gà. Đây nhà mình, gà nhà mình nuôi ạ. Giờ mình sẽ vào chuồng bắt gà ạ. Đây chuồng gà. Này mình sẽ bắt em gà trống kia để thịt các bạn. Hôm nay có thằng em rể nó về, mình sẽ bắt gà để chiều lại nó. Mình đây là con gà đó, nhà tôi đã nuôi các bạn. Nó ăn thóc là thịt rất là chắc, thơm đấy các bạn. Bây giờ tôi sẽ cho vào chảo và treo lên các bạn. Tôi đang treo con gà dây các bạn. Để tôi vừa treo xong con gà và sẽ đổ dầu vào để quay các bạn. Báo và đợi cho dầu sôi, tôi sẽ bắt đầu tưới lên con gà các bạn. Bây giờ tôi bắt đầu tưới từ trên tưới xuống để cho con gà chín đều các bạn. Khi nó chín chắc là thịt thơm nữa. Chắc là tưới lần đầu tiên tôi làm món gà tắm dầu các bạn, cũng khá là lâu đấy. Thì thường thường tôi chỉ đa phần là luộc các bạn. Video này khuyến cáo các bạn trẻ nhé, vì dầu này rất là nóng các bạn. Tôi phải đứng ở cách xa cả mét thì dầu nó phải bắn vào người này, vì nó dầu rất nóng, nhiệt độ rất là cao. Vậy gà nó nhanh chín được các bạn. Tôi ấy tưới đều đầu hai bên rồi cánh, các bạn nhớ xem nước nhiệt độ sôi của dầu rất là cao. Đây, con gà tôi đã rội được một ít thôi mà nó đã ngả màu rồi các bạn ạ. Màu vàng vàng, các bạn nhìn kỹ xem màu nó đã đổi chuyển màu rồi ạ. Đây là con gà tắm dầu hỏa diễm sơn các bạn ạ. Mày để lần đầu thường thường các bạn nhạy cho cả con gà. Đây các bạn nhìn xem này, thấy con gà này, nhìn màu lưng của nó đã ruộm vàng rồi đấy. Nó chuyển màu rất là nhanh các bạn ạ. Thì dầu có vẻ rất là nóng. Đây, sau một lúc tôi đã thấy thì gà vàng chua chín rồi các bạn. Một lúc nữa tôi sẽ bỏ ra bắt đầu ăn đấy. Đấy, các bạn nhìn xem, con gà đã chín hoàn toàn rồi đấy. Là tôi cho ra đĩa và chuẩn bị chặt để ăn các bạn ạ. Tôi sẽ bây giờ tôi sẽ làm thêm một chút thịt bò. Đây là thịt bê tôi đã mua, anh xả tỏi để mang đi xào bây giờ đấy. Đây là tỏi hành tây các bạn. Nay thiếu một chút gia vị, tôi sẽ mang đi xào các bạn. Món bê này rất là ngon, tại vì một con gà kia ngay không đủ bữa cơm, làm đủ bữa cơm nay có mấy người ăn là thiếu đồ.
và tôi sẽ làm thêm món phụ là món B này, làm thêm một chút rau canh. Đây tôi đang xào bò B này bạn, và thêm một chút gia vị. Đây là nồi rau bên cạnh, tôi sẽ đảo đều lên. Trời nó cũng ngả ngả thôi, là như bạn có thể nhìn không được rõ. Và đây là con gà mâm cơm tôi đã làm xong và chuẩn bị ăn với các bạn ạ. Mời tất cả các bạn nhé. Mời nhìn anh em nhậu nhé. Tất cả mọi người ăn cơm bữa cùng gia đình nhà mình. Thì ở giữa là con gà các bạn ạ. Rất là ngon và thơm đấy ạ. Kia thằng cháu và thằng em thì mỗi thằng cái đùi. Đây còn mấy anh em cháu tôi thì bắt đầu chiến rồi bạn. Đầu tiên tôi nhìn con gà ngon như thế này các bạn. Bảo thật rất là ngon đấy ạ. Vì trong lúc chặt thì tôi có nếm thử một chút. Ngon cực kỳ luôn. Xin mời các bạn nhé. Đây là cái đùi cánh của tôi, ngon đấy. Rất là thích ăn. Nhìn thịt nó rất là trắng đấy. Thơm, ngon. Bây giờ tôi sẽ chấm chanh muối ớt. Mời nhá. Cực kỳ ngon luôn. Quả là đã luôn các bạn. Quay nhìn thấy người đâu. Thịt rất là trắng, da giòn, thơm và ngon. Cực kỳ luôn ạ. Kia là hai thằng em của tôi. Đây nhân vật chính mặc quần áo xám. Hôm nay nó Hà Nội về các bạn. Rất là ngon. Ghế là bàn, ghế gói, con nghe thế ạ. Thịt gà thơm ngon, rất là chắc. Đúng rồi, gà bố tôi nuôi ạ. Tôi nuôi toàn cho ăn thóc với cả cám cơm với cả ngô đấy ạ. Bạn ngon cực kỳ luôn ấy. Thịt gà rất là dai chắc, thơm ngon. Đây thằng em vào lấy giấy để lau đấy. Xin mời tất cả các bạn ăn cùng mình nhé. Rất là ngon các bạn. Thịt gà thơm. Đó. Kia là mấy đứa em của tôi các bạn ạ. Đấy, hôm nay gia đình tôi ăn này. Đây là cái chân, tôi món khoái khẩu nhất của tôi là cái chân các bạn. Thì ăn chân rất là ngon, rất là chân gà nướng nhỉ các bạn. Quá tuyệt luôn các bạn. Thì nó không có thịt nhiều nhưng mà ăn ra rất là sướng, rất là thơm và ngon. Mời tất cả các bạn thưởng thức với kiểu mình nhé. Thịt gà rất là thơm, và bên kia là một đĩa thịt bê xào rất là ngon các bạn ạ. Mời tất cả mọi người dùng bữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đang xem video của mình và các bạn đã theo dõi đến cuối video này. Thì cái thời gian video mình làm cũng khá là dài đấy. Các bạn quan tâm theo dõi để ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ và như đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Bây giờ thì là mình sẽ dừng video ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người bữa tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Bye bye.